Bị cho việc đi lại của người dân trong dịp Tết Giáp Ngọ sắp tới, sáng nay Ga Vinh đã tổ chức phát tích kê bán vé tàu cho hành khách từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hôm nay là ngày đầu tiên Ga Vinh tổ chức phát tích kê bán vé Tết Giáp Ngọ cho hành khách đi tàu tuyến Vinh - Sài Gòn. Từ rất sớm, hàng trăm người dân đã có mặt ở sân Ga Vinh để xếp hàng đăng ký lấy số. Đến từ xã Liên Thành, huyện Yên Thành, ông Nguyễn Đăng Ba đã phải thuê phòng trọ và có mặt xếp hàng từ 1 giờ sáng. Năm nay, ông tổ chức mừng thọ, con cháu đang làm ăn ở trong miền Nam tập trung về quê ăn Tết đông, nên ông không khỏi lo lắng cho việc đi lại của người thân sau Tết. Vào đây cái trưa bực quá, mà dậy ngủ ở phòng trọ đó là dậy xếp hàng khi 1 giờ sáng á. Mà nằm đi là bốn cháu ở trong Nam về, anh vừa anh tẩy tướng vừa mừng thò chán ạ, rồi không biết mua có đủ vẽ cho hẳn không, có mua được vẽ mà mua có đủ vẽ cho hẳn không. Để phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng trong dịp Tết, năm nay ngành đường sắt chủ trương chuyển 50% phương án vé của chiều từ Hà Nội và Vinh vào Sài Gòn bán khứ hồi. Đây được xem là một động thái giảm tải số lượng khách mua vé đi vào. Ngoài ra năm nay Ga Vinh cũng đã có một số đổi mới. Cụ thể, từ những ngày đầu tháng 10, nhà ga đã có công văn gửi cho các huyện ngoại thành, các sở ban ngành và thông báo trên truyền hình để các đơn vị đăng ký vé tập thể. Trong những ngày vừa qua, đã có gần 2.000 người đăng ký mua vé trước. Từ đó đã giảm tải được một số lượng lớn khách đến trực tiếp mua vé ở ga, mặc dù lượng khách được dự đoán là có tăng hơn năm trước. Bên cạnh đó, Ga Vinh cũng đã tập trung quán triệt cho cán bộ công nhân viên nâng cao trách nhiệm để phục vụ tốt việc đi lại của người dân. Để phục vụ tốt cho cái việc phục vụ hành khách đi tàu trong dịp Tết đó, thì nhân viên nhà ga là từ lãnh đạo của ga đã phổ biến cho anh chị em trong nhân viên nhà ga là sẽ có tinh thần phục vụ tốt nhất cho hành khách. Với cái lượng tàu như của năm nay thì là so với năm ngoái thì cũng tương đương. Tức là năm nay thì ở Vinh vẫn là chạy xuất phát tại Vinh và Sài Gòn thì cũng chạy là 2 chuyến. Chuyến này là 11 chạy buổi sáng và chuyến này là 15 thì chạy buổi chiều. Thì cái lượng vé mà của ga Vinh thì tập trung ở đây 15 là nhiều hơn. Chứ còn ở đây 11 thì lại là dành cho cả ga dọc đường để bán cho là các tỉnh như là Hà Tĩnh rồi là Quảng Bình. Với việc chuẩn bị chu đáo, đưa ra được các giải pháp hợp lý, ngoài ra ngành đường sắt cũng đã có các phương án tăng chuyến, tăng toa theo thực tế nhu cầu. Điều đó sẽ làm giảm bớt những lo lắng trong việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc đi lại trong dịp Tết bằng đường sắt đã được phần đông hành khách lựa chọn, nên Ga Vinh nói riêng và ngành đường sắt nói chung cũng rất cần những giải pháp kịp thời ngăn chặn hiện tượng đầu cơ vé để bán ra ngoài trong dịp Tết sắp tới.